Có những bí ẩn đến giờ vẫn chưa hề có lời giải, và con người thì vẫn đang ngày ngày đi tìm lời giải cho những câu chuyện mà ngay cả khoa học vẫn chưa có những sự giải thích thực sự thỏa đáng. Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa lời giải, nơi mà chúng ta sẽ cùng kể về những câu chuyện như thế. Câu chuyện đầu thai kinh dị ở Hòa Bình và những lý giải. Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình mấy năm nay lưu truyền một câu chuyện khá ly kỳ. Một cháu bé cứ nằng nặc nhận mình là đứa trẻ đã chết cách đây hơn 10 năm và đòi về ở với bố mẹ người đã chết. Câu chuyện có dạng một sự đầu thai mà người đầu thai biết rõ về kiếp trước của mình. Anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vụ Bản. Anh chị kết hôn năm 1987. Đến năm 1992 thì chị Thuận sinh cháu trai đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tiến khỏe mạnh, bụ bẫm và lớn lên trong sự vui mừng khôn tả. Tai họa ập đến trong một lần ra sông chơi. Tiến chẳng may chết đuối. Khi ấy cháu 5 tuổi, đang là học sinh trường mầm non Hoa Hồng ở thị trấn Phụ Bản. Sau việc buồn đó, chị Thuận cũng không sinh nở được nữa. Ngày 6 tháng 10 năm 2002, tại xóm Cọi gần thị trấn, chị Bùi Thị Dự đã sinh một cháu bé trai xinh xắn đặt tên là Bùi Lạc Bình. Mọi sự bình thường cho đến năm 3 tuổi, bé Bình cứ nằng nặc nhận mình là Tiến, nhà ở thị trấn Phụ Bản. Thậm chí cậu bé còn bắt mẹ đưa ra thị trấn và chỉ đúng số nhà 25, nhà của anh chị Tân Thuận. Được sự chỉ dẫn của cô giáo Đông dạy mầm non trong bản Cọi, anh chị Tân Thuận đã tìm đến nhà cháu Bình. Rất ngạc nhiên, cháu Bình lại như đã quen thân từ lâu với anh chị Tân Thuận. Được sự đồng ý của bố mẹ cháu Bình, anh chị đưa cháu Bình về thăm nhà mình. Trên đường về để thử thằng bé, anh Tân dừng xe trước một ngôi nhà cao tầng, bảo cháu: "Nhà bác đấy, cháu vào đi." Lập tức Bình bảo: "Đây không phải, nhà ở dưới kia cơ." Đi qua rất nhiều đường trong thị trấn, anh Tân không đi theo đường chính vì muốn thử thằng bé. Ngạc nhiên là Bình cứ chỉ rành rọt và cho đến ngôi nhà anh Tân thì mới thôi. Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong, mở tủ bới đồ đạc. Chị Dự đi cùng đã định ngăn lại vì sợ vợ chồng anh Tân đánh giá con mình thiếu giáo dục, nhưng anh Tân đã ngăn lại, mặc cho cháu Bình tìm kiếm. Anh Tân hỏi: "Thế cháu đang tìm gì?" "Tìm cái máy bay và cần cẩu." Nghe Bình nói, anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Đến lúc cháu qua đời, anh mới mang vứt. Sau bữa cơm, anh Tân bảo cháu ra xe để chở hai mẹ con về, nhưng thằng bé bảo: "Nhà ở đây, không về đâu." Nói rồi Bình chạy vào nhà leo lên giường, đúng chiếc giường bé Tiến nằm ngày trước, và nằm sấp xuống giường ngủ luôn. Nhìn cái dáng Bình nằm y như Tiến năm xưa, vợ chồng anh Tân lặng người. Trước sự tha thiết của thằng bé, đêm hôm đó chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại với gia đình anh Tân. Biết chuyện, đêm hôm đó hàng xóm láng giềng kéo đến chật kín nhà. Ai cũng thử Bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện ngày xưa có chính xác hay không. Và lạ là mọi chuyện ngày xưa cũng như những người quen, cậu bé đều biết và nhận ra. Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tân chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện con chết thế nào, tại sao lại về trong xóm Cọi. Bình bảo: "Con cũng đã quay về nhà, nhưng đến cái cống đầu ngõ thì có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà." Cũng đêm đó, anh Tân giả vờ gọi lớn: "Tiến ơi." Lập tức ở trong nhà Bình dạ và còn hỏi lại: "Bố gọi gì con?" Chị và chị Thuận hỏi đây có phải mẹ con không, cháu cũng trả lời phải. Sau khi đưa Bình về xóm Cọi, anh Tân luôn nhớ đến cháu Bình. 3 ngày sau, anh Tân lại vào xóm Cọi thăm cháu. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anh như người thân thiết từ lâu lắm, mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh.
Điều ngạc nhiên là chính bà Thịnh, bà nội cháu bé, nói với anh Tân: từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói, tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ: con là người Kinh, con không phải người Mường, mẹ không đưa con về thì con sẽ chết. Bà Thìn đưa Bình đi học, cháu khóc và nói: cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ở ngoài thị trấn. Một thời gian sau đó, Bình liên tục đòi bố mẹ đưa về nhà con và dọa không đưa về con sẽ chết. Một lần Bình ốm nặng, anh Hoan chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nó sẽ chết thật. Dù được mỗi mình cháu nhưng không còn cách nào khác, anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn với nhà anh Tân, chị Thuận. Từ ngày về với nhà của con, Bình chơi vui vẻ và không còn bệnh tình gì nữa. Cũng kể từ ngày đó, Bình cũng được đổi tên thành Tiến và mang họ Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tên họ trùng với cháu Tiến con anh Tân đã chết đuối cách thời điểm đó hơn 10 năm. Đến nay cháu đã lớn và đang học phổ thông, cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh Tân không muốn sự việc trở nên phức tạp và được thêu dệt thêm. Tuy nhiên câu chuyện của cậu bé Bình, Tiến, khắp vùng ai cũng biết. Đã có nhiều trường hợp đầu thai tương tự như trường hợp cậu bé Bình Tiến xảy ra trên thế giới, làm đau đầu các nhà nghiên cứu. Hiện có tới 2.500 hồ sơ nhân chứng lưu trữ ở Đại học Virginia được ghi chép cẩn thận về các trường hợp đầu thai này. Trường hợp đầu tiên là câu chuyện của Gamini Jayasuriya, được sinh ra ở Sri Lanka vào năm 1962. Khi còn là một đứa trẻ, Gamini đã kể rằng cậu nhớ được kiếp trước của mình. Ở kiếp trước, cậu có một người mẹ khác to lớn hơn người mẹ hiện giờ. Cậu còn có chú voi đồ chơi hay mang theo khi đi tắm. Cậu cũng đã từng bị ngã xuống chiếc giếng gần nhà. Cậu thường bị người em tên là Niman cắn và cậu còn đang để chiếc cặp sách trên chiếc ghế trong phòng. Thật may là trong một lần tình cờ đi qua khu vực Nitambuwa của Sri Lanka, Jamini nói rằng em nhận ra mình đã từng sống ở đó. Và những câu chuyện cậu bé kể về kiếp trước của mình hoàn toàn đúng với một cậu bé đã chết tại đây. Một trường hợp nữa được đề cập đến là một cậu bé 6 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, Kerman Atasoy. Vào năm 1997, tiến sĩ Jürgen Kale, nhà tâm lý học người Australia, đã lắng nghe và ghi nhận những miêu tả một cách tự tin về cuộc sống trước kia của cậu bé Kerman. Cậu bé kể rằng ở kiếp trước, cậu đã từng sống ở Istanbul, cách đó 800 km, trong dòng họ Caracas, và cậu là một tín đồ cơ đốc giáo giàu có người Armenia, cùng với rất nhiều chi tiết về kiếp trước của mình. Tiến sĩ Kale đã bỏ công sức đi kiểm chứng lời nói của Kerman. Tuy rất vất vả, nhưng cuối cùng, tiến sĩ cũng gặp được một nhà sử học uy tín trong vùng và được nghe kể câu chuyện gần như trùng khớp với những lời mà Kerman đã nói. Nhà sử học kể rằng, có một gia đình đạo cơ đốc giáo giàu có sống trong một căn nhà bên hồ. Ông ta là người Armenia duy nhất trong vùng có họ Caracas. Vợ ông là người Hy Lạp và họ có 3 người con. Người đàn ông đó chết khoảng năm 1940-1941. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà một cậu bé lại có thể biết những thông tin về một người đàn ông sống cách đó 800 km mà không có bất cứ một liên hệ nhỏ nào tới gia đình cậu. Đầu tiên, các nhà khoa học nghĩ đến chuyện những người trong cuộc có thể đã nói dối và tưởng tượng ra những câu chuyện kỳ lạ. Giả thuyết này không đứng vững, bởi lẽ xét về khía cạnh động cơ, những nhân vật này hoàn toàn không có động cơ nào để sáng tạo ra một câu chuyện như vậy. Và lại có rất ít mối liên hệ giữa người thân của những người chết và những người đầu thai. Và lý do này cũng đã phủ nhận một giả thuyết khác được đề cập đến, đó là nhân chứng vô tình biết được thông tin về người được cho là tiền kiếp của mình. Và vô tình, những thông tin đó ăn sâu vào tiềm thức, biến thành một ký ức giả. Ký ức không phải của bản thân, nhưng tưởng tượng đó là của chính mình. Một giả thuyết khác, người ta cho rằng những ký ức có thể được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nhờ gen. Trí nhớ gen được lưu trong những phân tử protein của tế bào não.
Khi có một năng lực nào đó làm khởi động các phân tử ấy, thì ký ức về đời trước sẽ được phục hồi. Con người bỗng nhiên nhớ lại những gì từng xảy ra với tổ tiên xa xôi, y như là đã xảy ra với chính mình. Tuy vậy, giả thuyết này vẫn vấp phải nhiều sự phản đối của các nhà nghiên cứu. Vừa rồi là câu chuyện chưa hề có lời giải của hôm nay. Nếu các bạn có những thông tin, có những câu trả lời cho bí ẩn này, có thể comment ở ngay bên dưới của video mà hôm nay chúng ta vừa xem. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng trao đổi về những câu chuyện, về những bí ẩn mà rất có thể là nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn chưa có được đáp án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay.